Khi các bạn muốn kiếm được một số tiền lớn thì hiển nhiên các bạn sẽ phải đầu tư một số tiền lớn, đúng không ạ? Làm bất cứ một cái ngành gì cũng như vậy, các bạn không thể nào các bạn là ví dụ các bạn chỉ đầu tư vào khoảng 200 triệu, các bạn muốn lãi được 2 tỷ thì như thế là các bạn đang là x10 rồi, nó sẽ thực sự rất là khó. Chào mừng các bạn quay trở lại với Forex, mình là Minh. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại một series rất là quen thuộc chúng ta, đấy là Forex Q&A. Tức là các bạn có những câu hỏi gì thì các bạn có thể gửi đến cho Forex và mình, với những kinh nghiệm và cũng như những cái sự trải nghiệm của mình trên thị trường này, mình sẽ giúp cho mọi người hiểu rõ hơn cũng như là giúp cho mọi người có những câu trả lời nó thỏa đáng nhất. Và trong tuần này thì mình có 3 câu hỏi và 2 câu hỏi chính thì hai cái câu hỏi đầu tiên thì là hai câu hỏi mà có nội dung nó nghe nó gần như là nó khá là đối nghịch với nhau, nhưng cái trong cái suy nghĩ và trong cái cách mà chúng ta thực hiện những cái điều đó thì nó lại tựu chung là nó sẽ gần như là nó giống với nhau. Thì hai câu hỏi này như sau. Câu hỏi đầu tiên mình nhận được đấy là có bao nhiêu vốn để lãi được 2 tỷ hả anh? Và câu hỏi thứ hai đấy là anh ơi làm sao kiếm được nhiều tiền với số vốn nhỏ ạ? Thì nếu các bạn mới nghe thì các bạn sẽ cảm giác được là hai câu hỏi nó khá là đối ngược nhau. Một người người ta sẽ muốn một số tiền lợi nhuận nó tương đối là lớn với con số lên đấy là 2 tỷ. Còn một người thì cái ước mơ của họ nó chỉ nhỏ thôi, tức là làm như thế nào để họ với số vốn nhỏ họ có thể kiếm được cái tiền lời, đúng không ạ? Vậy thì tựu chung lại ở đây mục đích của cả hai câu hỏi đó là gì? Là làm như thế nào chúng ta có được lợi nhuận? Để đi vào cái câu hỏi đầu tiên là số vốn bao nhiêu chúng ta có được cái lợi nhuận 2 tỷ, đúng không ạ? Vậy thì bao giờ cũng vậy, để trả lời những câu hỏi này trước tiên thì các bạn phải tự tìm được câu hỏi của mình. Đó là gì? Đó là 2 tỷ đó các bạn sẽ kiếm được trong bao lâu, đúng không ạ? Bởi vì nó sẽ, độ khó hiển nhiên nó sẽ khác nhau rất là nhiều. Nếu 2 tỷ các bạn yêu cầu là bạn phải kiếm được trong 1 tháng, trong 2 tháng thì nó sẽ khác hơn rất là nhiều so với việc 2 tỷ bạn phải kiếm trong 5 năm, kiếm trong 10 năm, đúng không ạ? Thì đấy sẽ là cái tiền đề cơ bản các bạn sẽ cần phải trả lời được. Và nên nhớ cái điều thứ hai mà mình lưu ý với các bạn đó là gì? Đó là khi các bạn muốn kiếm được một số tiền lớn thì hiển nhiên các bạn sẽ phải đầu tư một số tiền lớn, đúng không ạ? Làm bất cứ một cái ngành gì cũng như vậy, các bạn không thể nào các bạn là ví dụ các bạn chỉ đầu tư vào khoảng 200 triệu, các bạn muốn lãi được 2 tỷ thì như thế là các bạn đang là x10 rồi, nó sẽ thực sự rất là khó. Hoặc là các bạn đầu tư vào 2 triệu mà các bạn muốn lãi 2 tỷ thì gần như con số nó là không thể xảy ra, chắc chắn là không thể xảy ra được. Đó. Vậy thì cái điều mình muốn nói mọi người đó là gì? Có thể có rất là nhiều người sẽ đưa ra những cái viễn cảnh rất là màu hồng cũng như là những cái viễn cảnh nó rất là lạc quan cho mọi người. Nhưng thực tế ở Forex thì mình sẽ chỉ cho mọi người những cái điều mọi người cần phải thấy và những cái điều mà mọi người nên thấy ở thị trường này. Và mình nghĩ là chúng ta nên tính toán cái mức lợi nhuận chúng ta ở cái mức mà chúng ta có thể kỳ vọng chúng ta đạt được. Bởi vì nếu bây giờ chúng ta gửi ngân hàng thì mức lãi suất chúng ta đã là dưới 10% một năm. Vậy thì bất cứ những cái lãi suất nào nó cao hơn những cái mức đó rất là nhiều thì chúng ta sẽ phải đặt ra câu hỏi tại sao. Ví dụ mọi người lãi được khoảng 5% một tháng thì mọi người ok hay không? Hoặc mọi người lãi được 10% một tháng mọi người ok hay không? Và chúng ta tính theo con số phần trăm, chúng ta sẽ ra được câu trả lời cho chúng ta khá là đơn giản. Ví dụ là nếu mọi người muốn có cái mức lợi nhuận khoảng 10% một tháng, và trong một năm mọi người sẽ kiếm được 2 tỷ, thì đâu đó mỗi tháng mọi người sẽ phải kiếm được 200 triệu. Và với mỗi 200 triệu tiền lãi mỗi tháng và với mức tỷ suất lợi nhuận đấy là 10% một tháng, thì chúng ta sẽ phải đầu tư vào số tiền gốc của chúng ta sẽ bắt đầu cũng sẽ là 2 tỷ. Đúng không ạ? 2 tỷ. Đó. Thì chúng ta nên tính theo con số phần trăm và chúng ta nên tính theo những con số đó. Và nên nhớ, bất cứ khi bạn đầu tư vào thị trường này thì cái điều đầu tiên chúng ta cần làm chúng ta phải học hỏi. Và chúng ta nên đi vào với những số vốn nhỏ thay vì chúng ta vào những số vốn to. Mình đã biết rất là nhiều người đã đầu tư số vốn rất là lớn vào thị trường này. Vài trăm triệu cũng có, vài tỷ cũng có vào thị trường này với kỳ vọng có thể kiếm được những khoản lợi nhuận lớn, nhưng hầu hết là mọi người đều đã thua. Còn đối với chúng ta bắt đầu với số tiền nhỏ thì chúng ta trong trường hợp xấu nhất chúng ta thua thì chúng ta sẽ vẫn luôn có khả năng chúng ta sẽ quay trở lại được đích. Và chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta sẽ có khả năng là chúng ta sẽ bị phá sản, chúng ta bị thua lỗ ở một cái tình trạng nó sẽ nặng nề nhất, là một cái tình trạng nó xấu nhất, thì đấy là cái điều gần như nó sẽ không thể nó diễn ra được. Đó. Thì đây là cái điều mình muốn nói với mọi người, muốn chia sẻ với mọi người. Dù số tiền lớn hay số tiền nhiều thì khi mà đã đầu tư vào đây thì là một cái ngành đầu tư đã rất là mạo hiểm rồi. Vậy nên chúng ta nên đầu tư với những khoản tiền chúng ta chấp nhận được, là khi mà mất nó chúng ta sẽ có thể vực lại được. Và hai nữa là chúng ta nên đầu tư vào những số tiền mà chúng ta cảm thấy là
khi chúng ta đầu tư chúng ta sẽ không quá là tiếc nuối và chúng ta không phải đi vay mượn từ những số tiền đó. Và câu hỏi thứ ba mình nhận được đó là nếu đã rất là cố gắng để học hỏi để lấy kiến thức, tuy nhiên chúng ta đánh demo thì chúng ta vẫn thua, thì làm như thế nào chúng ta có được lợi nhuận? Thực sự đây là một câu hỏi mà mình cảm thấy rất là ít khi mình nhận được. Bởi vì sao? Bởi vì mọi người hay hỏi mình là đánh demo có lãi thì bao giờ chuyển sang đánh thật được. Còn ở trong trường hợp này là bạn ý là đánh demo mà bạn ý vẫn đang lỗ thì làm như nào để bạn có lãi? Đó. Thì nó sẽ rất là khác và rất là không giống với những người khác, không giống với những case khác kiểu như vậy. Thì mình nghĩ một điều đấy là gì? Nếu các bạn học, bạn học mà bạn đánh demo, tức là nó là một cái hoạt động gì đó nó tương đối là dễ mà các bạn vẫn chưa đạt được lợi nhuận, thì mình nghĩ là các bạn có thể xem lại được cái nguồn thông tin các bạn đang học và các bạn đang tham khảo ở đâu. Thứ nhất là có thể những cái thông tin các bạn học nó không chính xác. Thứ hai là các cái thông tin bạn học nó chưa phản ánh và nó chưa cập nhật được đúng cái tình hình của thị trường thời điểm hiện tại. Nếu như mọi người có thể thấy là có rất nhiều phương pháp khác nhau, nhưng nếu chúng ta không cập nhật và chúng ta không nâng cấp những phương pháp đó thì khả năng chúng ta sẽ thua lỗ sẽ rất là cao. Và nên nhớ là khi mà chúng ta thua lỗ ở tài khoản demo thì các bạn đừng nghĩ đến chuyện các bạn sẽ có lãi ở trong tài khoản thật. Chúng ta đánh demo, chúng ta đánh 100 đô, chúng ta đánh 200 đô mà chúng ta còn thua thì làm sao chúng ta đánh, đối với những tài khoản thật chúng ta đánh vài trăm đô, vài nghìn đô chúng ta sẽ thắng được. Thì đấy là điều mà gần như chúng ta sẽ không thể nào xảy ra. Và đối với tất cả những người mới thì mình nghĩ được một điều đấy là gì, là nếu bạn là người mới thì bạn có thể xem tất cả những cái tài liệu, những cái video của em Forex, thì mọi người nên quay trở lại với cái video, cái series ở đầu tiên đấy là Forex nhập môn. Mình biết đấy là những kiến thức rất là cơ bản, tuy nhiên nếu các bạn không nắm được những kiến thức này thì gần như ở cái hệ thống giao dịch các bạn và cái nền tảng của bạn nó sẽ trở nên nó bị lệch lạc. Và một khi nó trở nên nó lệch lạc rồi thì tất cả những cái cố gắng của mọi người về sau này nó sẽ không còn đúng và nó sẽ không còn nghĩa lý gì nữa. Và đây là cái điều mình muốn nói mọi người và muốn chia sẻ mọi người. Nếu chưa đánh demo chưa không thắng được thì chưa sẽ đừng bao giờ chưa nghĩ đến chuyện chưa đánh thắng ở tài khoản thật, và chưa nên xem xét lại phương pháp học tập, và chưa nên xem xét lại những cái thông tin chúng ta là như thế nào. Và trên đây là ba câu hỏi của mình nhận được trong tuần này, và mình cảm thấy khá là thú vị và cảm thấy là khá là hay và muốn chia sẻ với mọi người. Và nếu mọi người có bất cứ cái điều gì muốn hỏi cũng như là muốn tâm sự thì mọi người có thể gửi đến với mình và mình sẽ trả lời cho mọi người bằng tất cả những cái kiến thức cũng như bằng tất cả những kinh nghiệm mình đang có. Và cảm ơn mọi người dành thời gian theo dõi video của mình ngày hôm nay, và hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau. Xin chào.